Chào các bạn, hôm nay Hoàng có bán cho một vị khách ở Tây Ninh thì tư vấn qua điện thoại. Sau đó là cái người khách đó cũng đã quyết định. Xin cảm ơn anh đã lựa chọn Pinofinger ha. Hôm nay Hoàng sẽ giao cho anh cái cây là Roland HP 505, mà màu này là màu R, rất là đẹp. Quay gần chút xíu đi. Màu là màu Rose Gold, là màu gỗ hồng đào đó. Màu này rất là đẹp ha. Cây này thì xịn lắm. Bàn phím và tiếng rất là hay nha các bạn. Sản xuất thì năm 2012 và made in Japan luôn. Thời điểm này là vẫn còn made in Japan nha. Không phải là made in Indonesia hay là made in Malaysia đâu, mà made in Japan luôn. Đó là hàng nội địa đó. Thì cái cây này Hoàng đã nói nhiều lần rồi. Hoàng quay cũng nhiều clip về cái cây này rồi. Và hiện thời Hoàng đang sử dụng ở nhà là Hoàng cũng sử dụng cái cây này luôn. Đó, thành ra bán đi là mình rất là tự tin. Rồi trước khi đi thì Hoàng cũng quay. Bởi vì cái cây này thì Hoàng không trực tiếp đi giao mà là anh Hiền đi giao, thành ra là anh Hiền cũng không biết quay phim ở dưới đó. Hay là Hoàng cũng quay và ghi âm lại ở chỗ này thôi nha. Rồi xin cảm ơn anh khách ở Hòa Thành, Tây Ninh nha. Rồi, Hoàng chọn cái tiếng piano không đi. Xong rồi lát nữa mình chọn cái tiếng piano có tiếng string. Ok. Đó, tiếng piano không nè. Đọc tiếng piano nha. Ok. Cây này thì đàn rất là sướng rồi. Xin cảm ơn mọi người đã mua đàn ủng hộ bên Hoàng nha. Mặc dù rất là xa, hiện thời thì Hoàng cũng thấy là sau nhiều clip Hoàng đi giao ở tỉnh ấy, thì các quý khách ở tỉnh cũng tin tưởng đặt mua online và bên Hoàng cũng sắp xếp để giao tận nơi cho quý khách. Các bạn ở xa thì các bạn cứ yên tâm ha. Thank you.
Xin cảm ơn quý khách nhiều nhé. Xin chào các bạn.